Jump!
mang lỗi tâm nghe
dòm thấy bay hồn.
xoan, chừng khổ não phàn nàn căn số. Lời truyền sấm như bài toán, ơi đố ai biết tầm thì đặng hưởng nhờ. Ta khuyên tu dân cứ mãi ngờ, sợ gạt chúng kiếm xu kiếm cắt.
ít tiên. Tâm sáng suốt như đại nguyệt, khiến tánh trong như nước bích mùa xuân. Nếu không tu chừng khổ cũng mừng, đừng có trách sao không chỉ chọn nơi nào đạo chánh phương thờ thì mới
tình Phật giáo mà tìm cái lý, coi tại sao ta phải tu hành vì yêu dân, ta kỳ ngon ngành khuyên lê thứ làm lành mà tranh cảnh. Tại
cãi
làm trai đám tạo nhiều xá mà bay về Tây nói những chuyện gì thấy chúng tăng làm chuyện quái kỳ ta khuyên mãi cũng không chịu bỏ lời chân chánh hình như nói giỏi mà không không nào có biếm đời thấy lạc lầm khuyên nhủ ít lời chớ nào có ngạo chi tăng chung coi tâm kệ làm theo mới chúng để lạc lầm lắm bơ tăng đồ định tâm thần như mặt nước hồ suy với nghĩ nghĩ suy đường lối muốn niệm Phật chẳng cần sớm sao chữ Di Đà thiền lương ai quên mất điều tà đặng hạnh phúc nhờ lòng cố gắng việc đạo đức bất cần thối thắng chữ tu hiền ngay thẳng phải mau tìm gốc để gặp Phật ngồi mà than khóc gỡ làm sao hết rối mà về mắt nhìn xem miêu quái bốn bề bởi ác đức nên không trần rằng thiên định tuồng đời sắp hà trẻ nhỏ tôi đời này lắm mà bị văn minh cám dỗ loài người kể từ dài cười một khóc mười kéo chung nó dễ Phật thân đạo quỷ dương rất nhiều chi ngắm khuyên dương trần sớm tránh mới màu để ngày sau đến việc tham sầu ráng nghe kỹ lời ta mách trước thuyền chúng nó thẳng bườm chài lướt nghi lót ngoài khơi mới hết hò khoan tu mà ham cho được giàu sang với quyền tước là tu dối thế nhớ thuở trước vua Lương chiền khắp nước tu hành đến chừng sau ngã tư
phải quy căn cùng nhau, hội hiệp ráng mau chân mới kịp đạo màu. Sớm với chiều gắn chỉ nguyện cầu thì sẽ được tòa chương vừa kê. Chúng sanh thế như gà thất thế phải nằm chờ tới nước nghi bắt ra. Hey.
mình thỏa trước. Đầu với tóc áo quần láng mướt chữ lanh khôn của quỷ của ma, chớ nó không có giống người ta, mà với quỷ sanh người hung. Lo tập luyện những câu đàn hát, chớ chẳng lo dài vô nguy khờn, để cái tâm yên lặng như tờ, coi ta nói câu nào bất chánh. Ráng bắt chước làm theo Phật Thánh, nếu thiết người thì biết thương người, thấy kẻ khờ quê dốt ngạo cười, nào có lấy lời chỉ bảo. Ta thương xót lo tặng lo táo ơi, chẳng rất đau xót cho nội cho dông, biết chừng nào được quy nhất thống, khắp hoàn cầu dân biết thương nhau. Nhắc ra thì già ngọc đớn đau, không nhắc đến biết đâu dân xưa. Cơm được chính ta nhờ có ai lửa, dân được vui nhờ lúc khai hoàng. Phật Như Lai cho phép khùng tròn, cho bổn đạo khắp nơi đặng biết. Ai chửi mắng thì ta giả điếc, đợi cho người hết giận ta khuyên. Chữ nhân quả ta để đầu tiên, thì đâu có mang câu thù quán. Việc ngôn mát hễ vừa thấp thoáng, chữ từ bi ta diệt nó liền. Sự quán thù đáp lại chữ hiền, thì thù quán tiêu tan mất hết. Chữ bạn tác dầu cho đến chết, cùng keo sơn gắn chặt mới bước ra đường ăn nói thiệt thà, giàu khôn khéo cũng là giả dài. Nếu tranh đương ác ta bị hại, thêm xa cơ lại bị xích xiền. Vì đời nay chúng nó dùng tiền, ít ai dùng chữ nhân chữ nghĩa. Theo học đạo mặc ai mai mía, ta cũng đừng gây gỗ với người. Được mấy điều thì đáng vàng mời, thiệt hiền đức có ai mắng chửi. Xưa Đức Thánh luận bàn cái lưỡi, Ngài nói rằng các việc tay mày, thuận với hoài ghét với rầy,
thân làm chủ mới mòn, cũng chẳng nên theo tánh võ hầu, thấy chẳng nói mà nhắn mà như hãy liệu sức chớ nên nói bướng, vào việc chi liệu lượng mà làm điên khùng này chẳng có nói xàm, nói những chuyện từ bi bác ai. Nếu bổn đạo còn ai làm sai, coi cái này mình sửa lấy mình. Sau này chốn non xanh dạy dỗ cao cày, xuống trần thế ra tay dắt chung tới với ta chở đem đồ cung, chỉ đem theo hai chữ thành lòng, chẳng có cần trả sanh chúng từ lòng hối ngộ. Kẻ xa xuôi có lòng ấy mồi, xem cây này tu tình tai nhàn, ở ruộng đồng cũng niệm vậy mà Phật chẳng chấp chẳng nài thời khắc. Chai bốn bữa ấy là quy tắc của kẻ khùng chỉ dắt chúng sanh, con Phật thì chẳng có khôn lanh, đời dân vật khôn ma khôn quỷ, lo trang sức kim thời quê mỹ rồi phụ cổ nước nhà, trong tâm thì chưa chữ gian tà, chớ chẳng chưa tấm lòng bác ai. Học chữ nghĩa cho thông cho thấy, đặng suy sang đài các xe tàu, tiếng chào mừng cửa miệng làm màu, trong tâm ý mưu mô đủ thế. Ta còn mắt phiêu lưu dương thế, dạo lục châu đặng cứu bá giang, mặt tình ai xem kỳ ngâm ngang, hai sửa đổi tùy lòng sanh. Chúng tỏ bài quá kỳ, hỡi dương trần nên sớm như hoài đồng, đằng sau xem như Phật pháp nhiệm màu, với báo quý đài lầu tươi tốt. Xa mở mang chưa được mấy rành, khắp dương gian như sợi chỉ mạnh, mong bổn đạo tâm thành trở lại. Dầu cực khổ thân này chẳng bái lại khẩn cầu,
gốc thuở trước nghi của tâm của tổ đâu có bài dối mì như vậy. Những xăm truyền xưa của Phật thầy dân ráng kiếm mà truy thì biết xưa làm gì
dầu cho ai phá rối đức tin, ta cũng cứ một đàn đi tới. Một chánh mạng chúng sanh ơi, hỡi ơi, cho hồn linh cai quản châu thân, lấy chân nhân dẹp tánh phàm trần, mới có thể mong về cực lạc. Câu chánh ngữ lòng xóm ghi tạc, tiếng luận bàn ngay ngắn tỏ tường, nói những điều đức hạnh hiền lương, chớ thêm bớt mà mang tội lỗi. Việc tráo chát ấy là nguồn cội, lời giáo ngôn do đó mà ra, kinh nghiệm rồi ta mới diễn ca. Niệm thiết tha nhiều nỗi, khi cầu nguyện đừng cho phạm lỗi, phải làm tròn các việc vẹn toàn. Dân chơi nên làm bướng làm càng, trong lúc ấy niệm cho một chánh định thiệt là rất khó, giữ tấm lòng bất nghi đồng như như, cho hồn linh yên lặng an cư thì mới được quần nguyên phản bồn. Tà giới chánh còn phải sớm lọc lường, tư diệu đề ai có mến ưa thì lão cũng kể sơ thêm nữa. Chữ tập đề nay đại mở cửa, để đem vào khuôn khổ người hiền, ráng cực lòng một bước đầu tiên, sao mới được làm nên Phật thánh. Về thượng giới cõi tiên mới bành, đến việc đề trừ vật dục xưa, cõi hồng trần các việc mến ưa, sự giả tạm tai nên dứt bỏ. Muốn tâm tánh ngày kia sáng tỏ, thì khổ đề phải chịu nhọc nhằn, lòng dục tố phải thiết hành, chớ đừng có ham điều sung sướng. Đức Phật tổ nào đâu hiệp lượng, chịu nhọc nhằn mới rõ đạo đề, thấy một đàn thăng bằng mà mê, ôi chừng đó mới là màu nhiệm. Mùi đáo diệu chúng dần răng kiếm, trễ thời kỳ khó gặp đặng tan, rồi hành luôn bát nhẫn mới là, thì muốn diệt điều an ba.
Dạy bổn đạo lấy lời đức
chẳng giết, nên phải tạm mượn cây ngòi viết đêm đau màu như hạn cho mương đặng tố trần tâm ý người xưa chữ thầm thầm trong kinh Phật giáo. Nền chân lý chúng chê rằng lão mà nào ta có lợi dụng ai, trong bá gia nhiều ít lòng chai để giữ trọn trong nền Phật pháp. Dình giới cấm sửa tâm mô tạp, niệm Phật thì phải dẹp lòng tàn, nhớ từ bi hai chữ ngâm nga, dầu làm lung cũng là trì chí. Chờ thiên địa châu nhi phục thị, như đời xưa có gà tự phòng, xem thời cơ người đã rõ thông, dùng tôi thiểu mà an bá tâm. Đời vật chất văn minh tranh cạnh, chữ lời quyền giật giết lẫn nhau, đồng lòng hiền chư Phật đến cho kinh sấm dài răng trần thế. Nhìn thấy chuyện gạo châu cuối quê nghèo, bát vàng đạo đức cũng nghèo, ta xuống trần nhầm lúc nạn yêu, nên phải bị kẻ hung khinh bì. Vì bác ái nên thân còn si ơi, phải chịu điều khổ hành sâu xa, mong cho đời gặp lúc khải ca, trong bốn biển thái bình mới toại. Phật tiên thánh lòng nhân hải, hải những ước cao thế giới hòa bình, nên khuyên đời truyền bá sử kinh, cho sanh chúng sửa mình trong sạch. Vào đôi bạn khinh khi kẻ rách, là những câu trong sách Minh Tâm. Tánh kẻ sang đổi vợ nào lầm, thánh nhân để nhiều câu hữu ly. Có mấy kẻ ăn năn xét kỹ ơi, mãi ý tài chê bướng chê càng, thì ngày sau đừng có trách than, những tội lỗi của mình tạo lấy. Bị háo thân diệt người không thấy, rồi mãn lo dèm xiêm nhiều lời. Vì vậy nên tình nghĩa xe lơi, đâu gần gũi mà tường diệu. Trong lục tỉnh ai là người trí mạo thức thời, tìm đạo nhiệm sâu, khuyên dân đừng chia áo rẻ bâu, phải hợp tác gieo trồng giống quy, coi rồi phải thân mình tự trị, chẳng độ xong Phật
thật khó dắt dìu. Tha thuyền từ bến giác nâng niu, kẻ hiểu đạo mau mau bước xuống. Việc trải qua như mây gió cuốn, nhìn cuộc đời ngày tháng thôi đưa. Trời sáng ra kế lại thấy trưa, năm cũ đó rồi qua năm mới. Mười hai tháng mà còn mau tới, thì tuần đời cũng chóng đổi thay. Chữ phù dân phù quý nay mai, luân giới chuyển dời qua đổi lại. Cõi ta bà mấy ai tồn tại, sống như trăm như tuổi lão bành. Đời hạ quân hay chết tuổi xanh, như thuở trước nhan hồi còn trẻ. Miễn cho được ngày hai cơm tẻ, bụi bần hàng đặng có tu thân. Nhờ ơn trời ban bố đức ân, xem chung cuộc phong thần tại thế. Xử những kẻ hung hăng tồi tệ, thưởng những người trung nghĩa vẹn toàn. Ra kệ này hai chữ bảo an, cho trần thế được tâm thanh tịnh. Ngọc bảo quy ẩn trong Nam Định, muốn tìm kiếm đáy biển gắn công. Thấy dân tình luôn những ước mong, gặp dòng tốt hải mau càng